Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng như em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 4 năm 2020 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có một số những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những chế phẩm dành cho hoa lan. Chế phẩm dành cho hoa lan thì hôm nay bên em có siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Kích kiwi xanh với giá là 60.000 cho một lọ. Và kích kiwi đỏ với giá là 70.000 cho một ống. Và cái Atonic với giá là 12.000 cho một gói. Thuốc diệt trừ các loại sâu bệnh gây hại và diệt rệp và cũng như là các cái loại sâu bệnh gây hại với giá là 25.000 cho một gói. Kinkin với giá cái kinkin, gói kinkin này có tác dụng diệt trừ các cái loại bệnh gây hại cho cây trồng với giá là 30.000 cho một lọ, 30.000 cho một gói như này. Và cái bả sen này em bán với giá là 20.000 cho một gói. Và cái hai cái loại phân bón NPK với tỷ lệ là 30-10-10 và NPK với tỷ lệ là 20-20-20 em bán đồng giá là 30-35.000 cho một lọ. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát 20-10-10 TE 22-10-10 TE chứ 22-10-10 TE này và 12-12-20 TE và 31-88 TE em bán đồng giá cũng 35.000 cho một gói, 35.000 cho một lọ phân tan chậm thông minh có kiểm soát này. Và đặc biệt em có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất. Một lọ có thể tích là 10ml, em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Thì dạng treo cô chú anh chị có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ hoặc là treo trên xe, có tác dụng diệt khuẩn làm sạch không khí và ngoài ra tạo cái mùi hương rất là tuyệt vời cho không gian. Còn dạng lăn thì mình có thể sử dụng trong những trường hợp như là mình bị đau đầu hay là đau cơ thì lăn xoa bóp giảm đau rất là nhanh. Còn dạng nhỏ giọt thì mình có thể sử dụng để xông tinh dầu hoặc là sử dụng để xoa bóp cũng rất là tiện dụng. Và đây là sản phẩm sản xuất tại địa phương không qua trung gian nên là sẽ đảm bảo rất là đảm bảo về chất lượng cũng như là về cái giá thành, không qua trung gian nên là cô chú anh chị không thể mua đâu mà rẻ bằng ở cái bên cơ sở bên em ạ. Và cái tinh dầu hồi này thì ngoài những cái tác dụng em vừa nêu thì nó còn có rất là nhiều những cái tính năng về dược liệu rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể lên Google search thêm. Đây sản phẩm từ tự nhiên nên là rất là lành tính đối với sức khỏe. Rồi tiếp theo sau bên này là những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em có. Trước tiên là những cái phần hài trần liên cô chú anh chị này. Hài trần liên thì hôm nay em có vài phần hài trần liên em đã chia ra theo từng hình. Mỗi một phần như vậy thì rất là nhiều cây. Những cái cây lớn, sâu, to, nhỏ lẫn lộn với nhau thì em bán mỗi một phần như vậy. Đây là một cái phần hài rất là hiếm mà một trong những dòng hài được coi là đẹp nhất của Việt Nam cô chú anh chị nhé, hoa cực xinh luôn. Em bán mỗi một phần như vậy với giá là 80.000 cho một phần cho cô chú anh chị sưu tầm này. Rồi tiếp theo sang bên này là em có dòng lan đây nhỉ, kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng, thời điểm bây giờ là đang chuẩn bị có nụ rồi cô chú anh chị nhé. Đó, kiều tím miền Trung hay là kiều hồng. Hàng thì cắt tỉa rất là kỹ rồi. Và cái thân già thì tỷ lệ những cái thân già kèm theo gì rất là ít luôn. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này em bán với giá là 330.000 cho 1kg. Và bên này đây là dòng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng cái thời điểm bây giờ thì đang ra hoa và cô chú anh chị có thể thấy là cái độ hoa cực kỳ là sai của dòng này. Và khi mà sổ hoa cái dòng nhất điểm hoàng này, khi mà sổ hoa hàng mà ghép lên giò xin, khi mà sổ hoa thì cực kỳ là xinh luôn ấy. Dòng nhất điểm hoàng này em bán với giá là 80.000 cho 1kg nhất điểm hoàng cô chú anh chị nhá. Hàng xanh mướt rất là đẹp.
Và bên này là dòng lan thanh đạm sữa, một trong những dòng lan mà rất là dễ hoa, dễ thuần, dễ trồng, dễ chăm. Và cái chùm hoa dài màu trắng sữa, rất xinh ạ. Em bán với giá là 60.000 cho 1 kg thôi nhé. Bên này là hoàng thảo môi tua, hay là còn gọi là hoàng long vĩ. Dòng lan này thì hiện tại là đang bắt đầu có nụ, cô chú anh chị này, đang bắt đầu có nụ. Và dòng lan này hoa vàng, cánh sáp, hoa bền và cái môi tua. Cái môi môi tua nhìn rất là xinh đẹp, cô chú anh chị nhìn này. Đó, hàng đang nụ như vậy nhá. Em bán hoàng thảo môi tua này với giá là 150.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo sang bên này là dòng lan hài vệ nữ, hay còn gọi là hài lông hay là tiên hài. Và những cái bông hoa hài vệ nữ rất là đẹp luôn, cô chú anh chị này. Đó, cực kỳ là xinh luôn, cô chú anh chị nhá. Dòng lan này rất là rẻ tiền. Mình vừa chơi lá mà vừa chơi hoa thì rất là đẹp, nhưng mà lại rất là rẻ tiền. Một dòng lan cũng rất đáng sưu tầm, dòng lan hài rất đáng sưu tầm. Dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là hài tiên hài này, em bán với giá là 80.000 cho 1 kg. Bông hoa thì cũng rất là xinh như thế này, mang hình dáng của những chiếc hài cánh xoắn rất là đẹp như thế này, cô chú anh chị này. Đó, đó. Còn bên này là hôm nay em lại cập bến thêm một cái lô kiếm lô hội. Kiếm lô hội bản lá ngắn và lá to đẹp nhé, cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại thì đang bắt đầu là có nụ hết rồi, cô chú anh chị về ghép một dạo nữa là sẽ có thể bắt được những cái mặt hoa sổ số xinh của những cái dòng lan kiếm lô hội này. Dòng lan kiếm lô hội này thì có mùi hương thơm dịu nhẹ và hoa chùm dài rất là đẹp nhé, cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị trồng vào đôn hay là trồng vào chậu treo cao, khi mà ra hoa nó rủ xuống thì nhìn cũng xinh lắm luôn đấy ạ. Em bán kiếm lô hội này với giá là 80.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là dòng lan kiếm đỏ bóc độ, à dòng lan kiếm hồng hoàng. Kiếm hồng hoàng em bán với giá là 100.000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan trầm tím rừng, à trầm tím hàng bắc vườn. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy một vài cái bông hoa đang nở sớm đấy ạ. Hoa tím lịm và cánh sáp bóng nhé, cô chú anh chị nhé. Cánh sáp bóng và hoa tím lịm rất là xinh như vậy. Và chỉ có một hai bông nở như vậy thôi mà còn chưa nở hết tầm luôn mà đã nức mũi rồi, cô chú anh chị này. Hoa trầm thì cực kỳ là thơm rồi. Một dòng lan đệ nhất hương rồi. Và hàng hiện tại thì đang lên mầm gốc này, đang nụ, đang mầm gốc rất là đẹp như vậy. Đây là hàng bắc vườn. Và hàng bóc vườn này thì cô chú anh chị về chơi là thưởng thức được cái hoa rất là trọn vẹn. Và mầm thì đây, mầm thì khỏi phải chê luôn, cô chú anh chị nhá. Nói chung là không có điểm nào để chê được luôn. Cái thân già thì rất là ít ạ. Đó, thân già rất là ít và hàng thì đang nụ cực đẹp như vậy. Về mình được chơi hoa, được chăm mầm rất là tuyệt vời luôn như vậy. Em bán với giá hàng này thì mặc dù giá bây giờ là rất là cao luôn, nhưng em vẫn giữ nguyên giá cho cô chú anh chị sưu tầm dòng trầm tím này với giá là 900.000 cho 1 kg. Chắc là 1-2 phiên nữa, chắc có lẽ em phải nâng giá lên một xíu rồi. Tại vì cái giá bây giờ là nhập rất là cao luôn, cô chú anh chị này, 900.000 cho 1 kg trầm tím rừng Myanmar nhé. Rồi tiếp theo sang bên này là những cái chậu thiên Nga này. Cây trưởng thành năm 3, năm 4 hết rồi. Những cái chậu thiên Nga như vậy em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Những chậu thiên Nga này thì em xin phép được bán với giá 150.000 cho một chậu. Hàng có mặt hoa là nâu đốm nhé. Còn bên này đây là em có những cái chậu kiếm xanh Huế Thái này. Thì hàng này thì cũng có, nói chung là cũng có 2-3 tép, từ 3 tép trở lên ạ. Kiếm xanh Huế Thái của chú anh chị nhé, từ 3 tép trở lên. Và những cái chậu, những cái tép như vậy thì nó cũng ngắn ngắn thôi, độ một gang tay của em thôi này, cô chú anh chị này. Và một chậu kiếm xanh Huế Thái như vậy thì em chỉ bán với giá là 100.000 thôi, cô chú anh chị nhé. 100.000 cho cô chú anh chị về làm giống này. Đó, nói chung là mỗi một chậu là có khoảng tầm 3 tép như thế này, cô chú anh chị này. Đó, đó, và nó cũng ngắn ngắn thôi nhá. Ôi, quá là rẻ luôn. Kiếm xanh Huế Thái với giá là 100.000 cho một chậu kiếm xanh Huế Thái này. Quá là rẻ nhá, cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp theo sang bên này là một cái dòng lan vũ nữ mà có mặt hoa cực kỳ là xuất sắc luôn, đó chính là vũ nữ Mitonia. Vũ nữ Mitonia này, cái dòng lan này thì hoa vừa bền đẹp và bền và đẹp và hoa thì cái độ bền là trên 45 ngày, cô chú anh chị nhá. Bền đẹp và rất là thơm luôn đấy ạ. Đây là một số cái mặt hoa của dòng vũ nữ Mitonia này. Bông hoa thì rất là to, cái độ to của nó là bằng cả một cái bàn tay luôn đấy. Bền, độ bền trên 45 ngày và rất là thơm. Và đặc biệt là hàng hiện tại là tất cả thì đều đang nụ nhé, cô chú anh chị nhé. Một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ được ngắm những cái mặt hoa rất là xinh của cái dòng vũ nữ Mitonia này rồi. Và những cái chậu vũ nữ Mitonia này thì cũng là mặt hoa sổ số thôi ạ. Và một chậu như vậy thì em bán với giá là 150.000 cho một chậu nhé, cô chú anh chị nhé. Một chậu ít nhất là có 3
đang có 3 nụ hoa đang trồi lên như vậy này. Đó. Với một chậu này thì khi mà sổ hoa là mình đã có một giò hoa rất là rực rỡ để mình ngắm trong cái thời gian hơn một tháng rồi đấy ạ. Đó, có 145.000 à 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 cho một chậu vũ nữ Mitonia này. Rồi tiếp theo sang bên này là em có một số hình lan mà em đã chia ra theo từng phần để giao lưu cùng cô chú anh chị. Trước tiên là một cái giò dáng hương đuôi cáo ạ, một giò dáng hương đuôi cáo có tất cả là 4 ngọn khỏe đẹp như thế này cô chú anh chị này. Hàng này là hàng nguyên bản ở rừng về mà cái phần gốc rễ của nó khi mà ở rừng về ạ, nó không được bám chắc lắm nên là em đã về treo ở vườn nhà em là hơn một năm nay rồi. Và hiện tại thì cây đang có hai cây rất là khỏe và đang vươn hai nụ này cô chú anh chị này. Đó, cây này thì còn có cây mẹ con nữa, mà cây này một cây đơn này. Cái hàng này thì khi mà nó gửi cho cô chú anh chị chắc là em sẽ bỏ bớt cái cục gỗ này, cục gỗ này em áp thêm vào khi mà từ rừng về ạ. Thì cái giò dáng hương đuôi cáo ở hình số 1 này. Hình số 1 ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Em bán với giá là 250.000 cô chú anh chị nhá, quá là khỏe, quá là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo là hình số 2, hình số 2 là một phần dáng hương đuôi cáo hàng rời và đây là những cây nhỏ hàng giống này cô chú anh chị này. Nói chung em đã chọn lựa rất là kỹ rồi. Hình này có tất cả là 25 cây lớn nhỏ khác nhau và em bán với giá là 180.000 cho hình số 3. Và hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này thì cây nó nhỉnh hơn một xíu. Hình số 4 này thì em có 12 cây thôi và 12 cây này em bán với giá là 160.000 nhá. Rồi sang bên này đây là hình số 5. Hình số 5 là một cái phần sơn thủy tiên hàng đột biến họng đen của chú anh chị nhá. Họng họng nâu đen như vậy đấy ạ. Đấy ạ, của chú anh chị này. Đó, đây ạ. Ở đây thì em có một cái nhánh nhỏ này cũng có mặt hoa rồi, là cái họng nâu đen như thế này nhá chú anh chị nhá, hàng đột biến đấy ạ, hoa thơm lắm luôn. Và bên dưới này là một rễ mướt lên mầm, đang lên mầm rất là nhiều như thế này. Và cái hoa này thì nó cũng là đã hơi tàn rồi nhưng mà vẫn chuẩn cái mặt hoa cho cô chú anh chị, đó là mặt hoa nâu đen nhá cô chú anh chị nhá, nâu đen ạ. Và cái phần sơn thủy tiên này để cô chú anh chị sưu tầm cho mình một cái phần lan sơn thủy tiên đột biến với giá cái phần này với giá là 800.000 cho một rễ cực đẹp luôn cô chú anh chị này, nguyên một rễ rất là đẹp luôn, đang lên rất là nhiều mầm gốc như thế này. Đó. Và hình tiếp theo là một cái hình đang hoa rất là căng tươi, đắng bóng đẹp ạ. Đây cô chú anh chị nhìn này, nhìn ngắm cho em cái mặt hoa rất là tuyệt vời. Trời ơi, cái bông hoa thì cực kỳ là to, cánh vàng đậm sáp bóng và cái họng họng nâu đen như vậy, nâu nâu đen đỏ như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Thơm nức mũi luôn này. Và một cái rễ như thế này hiện tại cũng đang lên mầm này, cũng đây. Giả hành thì rất là to. Giả hành rất là to mập. Đó, rất là sai hoa. Có nhánh vẫn còn đang nụ chưa nở hết này. Cái rễ hình số 6 này em xin phép được bán với giá là 860.000, 860.000 cho hình số 6. Tiếp theo là hình số 7, cô chú anh chị nhìn này. Đây chính là hoàng thảo nghệ tâm nhé cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo nghệ tâm, như hôm mấy phiên trước em đã nói rồi là hoàng thảo nghệ tâm, thân thì nhìn không có được đẹp mã, rối tinh, rối mù, nhưng mà khi mà ra hoa phải nói là nó quá là tuyệt vời, quá là yêu thương như thế này. Rực rỡ cái màu tím rất là đẹp luôn. Nói chung là so với long tu đá tím thì cái cây này nó có tím đẹp hơn. Và bông hoa thì thân nhỏ nhưng mà ra hoa rất là to luôn. Đó, chính chị nhìn cho em ạ. Cái giò long tu đá, à giò hoàng thảo nghệ tâm này hiện tại đang lên mầm gốc này. Giò này thì em thuần từ năm ngoái rồi. Thuần từ năm ngoái rồi. Đấy ạ, vẫn còn có một số lác đác, vẫn còn đang nụ nhá. Hình số 7 này em bán với giá là 180.000 cho cái giò hoàng thảo nghệ tâm này. Đó, 180.000 cho giò hoàng thảo nghệ tâm số 7. Và giò hoàng thảo nghệ tâm số 8. Giò này thì đây ạ, cũng đang bám hết rễ ra đây như thế này rồi. Giò hoàng thảo nghệ tâm số 8 này. Đây cô chú anh chị ngắm cho em. Cái sắc tím rất là đậm đà luôn. Giò nghệ tâm số 8 này thì em cũng bán với giá là 180.000. Đó, 180.000 cho giò hoàng thảo nghệ tâm số 8. Sau này cô chú anh chị về chăm nhé, những cái mầm này này, những cái mầm này nó ra và nó sẽ rủ xuống này, rủ xuống thì nó sẽ rất là xinh. Đó. Rồi tiếp theo là rồi tiếp theo đây là hình số 9, là một cái phần phi điệp tím hàng nguyên bản chuẩn rừng vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Hôm nay em được có mấy khúc này thôi, có 3 khúc thôi cô chú anh chị nhá. Hàng thân rất là nù, hiện tại đang lên mầm gốc ạ, rất là đẹp như vậy. Cái giò nguyên bản này đây, có một cái thân này, thì cái thân này là thân hoa nhá, không biết là năm nay có sổ hoa hay không nữa này. Đó. Cái giò nguyên bản hình số 9
Em bán với giá là 320.000 cô chú anh chị nhá. Về chỉ việc treo và chơi trăm mầm thôi. Về cô chú anh chị một tí phân vào nữa là mầm lên quá là mập đẹp luôn. Đây là dạng hàng thân nù nhá. Hàng thân nù ạ, hình 9 với giá 320.000 cho hình số 9. Và hình số 10. Một cái dề thân mập đốt ngắn cổ rụt của vùng Cao Bằng đấy ạ. Cái này thì khi mà ra hoa chắc chắn là sẽ là sát bóng rất là xinh luôn. Cũng đang lên mầm quá khỏe luôn này, cô chú anh chị này. Đó, bóc chuẩn rừng luôn nhá, rêu phong phủ đầy luôn đấy ạ. Hình số 10 này em bán với giá là 400.000 cho hình số 10. Là một dề phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Nguyên bản, nù, khỏe, đẹp như vậy. Đó, rất là mập luôn nhá, đây là thân tơ ạ. Hình tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 này cũng là một cái giò nguyên bản ạ. Và cái giò này thì thân cũng là thân nù nhá. Hàng này ở rừng mà không chỉ bám trên một cái ngọn nhỏ như vậy thôi mà nó còn mập như thế này. Thì nếu mà về cô chú anh chị gắn một tí phân vào thì em nghĩ rằng là nó ít nhất chắc chắn cũng phải to bằng cái ngón tay cái cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Cái hình số 11 này em bán với giá là 500.000 cho hình số 11 nhá. Rồi tiếp theo sang bên này là một số phần lan. Em đã chia ra theo từng phần này. À, phần số nhiêu nhỉ? Em có phần số 1. Đây là một phần kiều. Một phần kiều mỡ gà hay sao ấy. Có khả năng là kiều mỡ gà. Đây, cái phần kiều này em bán với giá là 100.000 cho phần kiều này. Cái kiều vùng quê em thì thực sự là em phải nói là quá là yêu thương, quá là thích luôn. Em đang 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 muốn làm ghép một số giò kiều. Đây là cái giò kiều cô chú chị nhìn này. Đây là cái giò kiều của vùng quê, giò kiều của vùng Cao Bằng nhá. Giò kiều này thì em ghép năm ngoái năm kia gì đó. Một số thân tròn, giò tròn như vậy. Và nó có tất cả, hiện tại là đang có mỗi giò này thôi mà năm nay là có đến 6 nụ luôn. Đang có 6 nụ hoa rất là đẹp luôn. Khi mà sổ hoa thì chắc là cực xinh luôn đấy ạ. Đây này cô chú anh chị này. Nụ thì đều tăm tắp luôn đấy ạ. Nụ tròn xoe như thế này luôn này cô chú anh chị này. Đó, xinh lắm luôn. Đúng cái phần kiều đấy. Phần kiều đấy em bán 100.000 cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp theo là phần số 3. Phần số 3 là một cái phần kiếm bóc đô. Kiếm bóc đô ở phần số 3 này em bán 100.000. Phần tiếp theo là phần số 4. Phần số 4 này là một cái phần gồm hai loại lan. Đó là gì nhỉ? Bạch ngọc đuôi công. Một cái phần bạch ngọc đuôi công này cho cô chú anh chị được một giò xinh xinh siêu tầm này. Và một cái kiếm xích ngọc, một dề kiếm xích ngọc đấy ạ. Cái phần lô này em bán với giá là 90.000 thôi nhá. Lô này 90.000 là phần số 4. Phần tiếp theo là phần số 5. Phần số 5 là một cái phần sơn thủy tiên này, mặt hoa sổ số nhá. Mặt hoa sổ số có thể là đột hoặc là không đột ạ. Phần sơn thủy tiên này em bán với giá là 90.000. Tiếp theo là phần số 6. Phần số 6 là một cái dề kim điệp xuân. Cái dề kim điệp xuân này đang lên mầm nhá của chú anh chị nhá. Nhìn trơ trọi như vậy nhưng mà đang lên mầm này. Dạo nữa là xanh mướt luôn ạ. Bây giờ là đang lên mầm nhá của chú anh chị nhá. Đây này. Đó. Cái phần dề này thì hứa hẹn là chắc chắn là nếu mà cô chú anh chị sở hữu nó thì chắc chắn là sẽ có một giò lan rất là đẹp luôn. Hình số 6 này em bán 120.000 cho dề này. Nhìn khô khốc như vậy thôi nhưng mà trồng lên là cực đẹp luôn. Đây, đang mầm này. 120.000 cho cái phần số 6. Phần số 7 là một combo khá nhiều loại lan, một cây cẩm báo là xếp này. Bốn cây cáo này. Rồi là một phần gì đây nhỉ? Một phần thạch hộc tía đang nụ này. Rồi một vài nhánh cái điện biên đông này. Và đây là hoàng thảo thập hoa. Đấy, cái combo này em bán 140.000. Và phần tiếp theo là phần số 7. Phần số 8. Phần số 8 là một phần hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn này thì vẫn đang mầm, nói chung là làm giống thì tuyệt cũng thì vẫn cứ rất là ok. Chỉ mỗi tội là hàng này là bị gãy thân hoa nhá. Bị gãy thân hoa nên là em sẽ bán chỉ còn mầm gốc để làm giống thôi. Phần kèn này thì em bán với giá là 180.000. Phần kèn rừng này 180.000, thoải mái cho chú anh chị làm giống này. Phần kèn số 9 cũng 180.000 và phần kèn số 10 cũng 180.000. Rồi ạ, cuối cùng thì cô chú anh chị cùng em ngắm cái giò sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên của nhà em. Đó, không biết là cô chú anh chị xác định đây là sơn thủy tiên hay là hoàng lạp ạ. Với em thì đây sẽ là chuẩn sơn thủy tiên. Bông to và rất là thơm. Vậy em vừa giới thiệu đến